Ok, hello anh em ha. Chào mừng anh em đã trở lại với video của mình. Thì hôm nay mình sẽ làm cái gì đây? Hôm nay mình sẽ dắt chiếc phu chờ của mình ra để mà mình rửa ráy, mình vệ sinh nó lại. Nói chung là từ hôm đầu dịch tới giờ là chiếc xe này mình để ở đây luôn. Rất là nhiều bụi, nó rất là kinh khủng anh em. Thì hôm nay mình sẽ đem nó ra ngoài, mình rửa ráy cho nó, rồi mình sẽ gắn lên cho nó một món đồ chơi mới. Trước tiên là mình sẽ dắt nó ra ngoài, mình rửa ráy, mình vệ sinh nó lại một cái. Hôm bữa mình cất chiếc này vô là mình đã rửa cho nó sạch sẽ rồi. Mình để trong phòng anh em. Nhưng mà bụi kinh khủng hơn chữ kinh khủng luôn. Quay cho anh em xem một mớ bụi trên xe này nè. Nó đóng bụi kinh khủng luôn. Quá dơ luôn. Nó dơ theo cái kiểu mà mình để hoài mình không đi á, nó rất là khó chịu luôn anh em. Ví dụ như nó dơ theo kiểu mình chạy ngoài đường nha, vì đất cát nó dính nó dơ không nói, còn cái này á là nó dơ tự nhiên, nó dơ bụi ở trên trần nhà nó rớt xuống nè, nhìn nè, quá dơ luôn. Đây là cái tiếng máy của nó nha anh em, cái tiếng máy nó khá là êm luôn. Nó êm hơn những cái dòng xe như là quay Black, quay RSX. Theo mình cảm nhận là cục máy nó ok hơn rất là nhiều. Nó là 125, còn mấy chiếc kia là 110. Cục máy này khi anh em đi chạy tốc độ 80-90 á, chạy đều luôn á, thì nó rất là nhẹ, cái xe nó không có bị rần. Chạy 100 cũng không bị rần. Khi mà mình đi đường trường á nha, thì cái xe này cũng khá là ok. Xe này thì mình có dùng đi một cái tour Tà Bao và vài cái tour Vũng Tàu. Theo mình cảm nhận thì nó cũng khá là đầm anh em. Đó, cái bô nè, dàn áo nè, đóng mạng nhện luôn nè. Đóng mạng nhện luôn rồi, what the hell. Rồi, ở dưới đây cái dàn đĩa nè, anh em có thể nhìn thấy nó rất là ken, nhưng thật sự là ở ngoài này nhìn nó thấy gớm lắm kìa, bụi nó kinh khủng luôn, dơ lắm. Cái này chắc là mình sẽ thổi bụi, mình rửa ráy nó lại anh em. Nè chỗ này nữa nè, chỗ này là nó đóng cái gì luôn nè. Đó, cái mặt nạ nè, anh em nhìn cái mặt nạ nè, nó thấy mà gớm luôn. Nếu mà mình để tiếp tục, mình để bụi nó đóng như thế này á, một thời gian á, thì nó sẽ rất là dơ cái xe mình. Bụi nó sẽ bay vô, nó bám trong những cái hốc này nè, mấy cái hốc này nè, thì mai mốt mình rửa nó vẫn không sạch được, nó bám vào trong luôn. Cho nên là mình sẽ quyết định là mình sẽ, rồi bây giờ sạch nha. Bụi kinh khủng luôn. Đó, xịt qua một cái là anh em thấy nó sạch sẽ liền không? Nhưng mà chưa được đâu, mình phải lấy xà bông đó, mình đi qua một cái nữa thì nó mới sạch sẽ được. Không biết có anh em nào ở nhà để xe bị bụi như mình đúng không? Chứ mình để trong phòng thôi á mà bụi nó cỡ đó rồi đó. Mấy anh em mà để ở ngoài nhà xe hoặc là ngoài sân chắc nó bụi kinh khủng dữ nữa. Mình xịt qua một cái là mình thấy nó sạch rồi không? Bây giờ mình sẽ rửa sơ qua bằng một lớp xà bông nữa là nó sạch bâng luôn. Tại vì xe này là sạch rồi anh em, mình để lâu ngày nó bị bụi thôi. Xe đẹp như vậy nè mà để riết đóng mạng nhện luôn. Giống như kiểu con gái đẹp mà nhà nước không cho ra đường vậy. Mình không thể nào mình đứng mình nhìn cái xe mình nó dơ như vậy được, cho nên là mình phải hành động thôi, hành động trước khi quá trễ. Có nhiều anh em hay hỏi mình sao xe của mình đi lúc nào cũng đẹp, lúc nào cũng mới, lúc nào cũng sạch, là tại vì mình đi nó cũng hơi kỹ một chút xíu. Đôi lúc thì mình cứ đi bình thường thôi, không cần phải kỹ quá đâu. Quan trọng là anh em đi xe đừng để cho cái xe mình nó bị va quẹt té ngã. Đừng có để xe mình quậy nắng nhiều, nhất là mấy anh em hay gửi xe đi làm á,
thì cái xe nó rất là dễ xuống màu nha. Ok, bây giờ mình sẽ sấy cho chiếc xe mình nó khô nè. Hôm bữa mình tính bán chiếc xe này anh em, hôm bữa là có bạn kia đòi mua, giá cũng rất là ok, đòi mua lại chiếc xe của mình trong cái mùa dịch này luôn. Thì mình cũng suy nghĩ, mình đắn đo không biết là mình có nên bán không. Mình thì cũng còn rất là thích cái dòng xe này, mình bỏ mấy chục triệu ra mình mua, mà bây giờ mình bán thì nó tiếc quá. Nhưng mà đẩy thì mình ít có đi lắm. Nhưng mà cuối cùng mình quyết định là mình sẽ không bán chiếc xe này. Mà nói thiệt luôn, nếu mà mình bán chiếc này thì mình bán cũng không có rẻ nha anh em. Mình bán chiếc này thì cũng phải có giá mình mới bán, chứ không phải là mình bán đổ bán tháo đâu. Tại vì xe này là mình mua mới, mình chăm sóc cho nó, mình thay nhớt cho nó hàng tháng, rồi mình độ nó tốn tiền. Cái dàn áo này không là mình mua 5 triệu bạc nè. Nhiều lúc mình thấy mình cũng chịu chơi dữ anh em. Tiền bao nhiêu là đổ vô xe hết rồi. Ok, bây giờ mình sẽ để chiếc xe ở đây, mình phơi nắng chút xíu cho nó khô anh em. Nãy giờ mình để cho chiếc xe mình phơi nắng nè, bây giờ là nó khô rồi nè. Thì hôm nay mình sẽ làm gì? Đem xe ra thổi bụi, rửa xe cho nó sạch sẽ, rồi mình sẽ làm gì với chiếc xe này của mình. Thì sau một khoảng thời gian mình đi cái dàn đĩa này, đây là cái đĩa Squid, thì giá của cái đĩa này nó cũng có mấy trăm ngàn thôi, tầm 700-800 gì á đó. Đĩa Squid thì cái đĩa này á, cái size của nó là 220, còn cái đĩa mình đang gắn trên xe á, cái size của nó là 250. Cho nên mình khuyên anh em khi mà đổ xe á, mình phải ưng thì mình mới lên, mình mà không ưng mình lên cỡ nào mai mốt mình cũng tốn tiền nữa. Thì sau một khoảng thời gian dành dụm có tiền thì mình cũng đã nâng cấp cho nó lên theo cái ý muốn của mình, là cái đĩa này. Nói chung là cái dàn đĩa này mình sẽ bán, mình bù vô dàn đĩa này, nói chung là bù qua sớt lại thì nó đỡ tốn hơn, nó đỡ tốn tiền hơn. Ok, đây là cái đĩa Squid Thái, đây là cái bát heo nè, và một con heo Fando 2 bit. Cái con này phải nói là nó đã lắm anh em, nó đã lắm. Cái màu của nó là nó khác với cái màu của con Billet, con Rambo Billet á. Cái này cũng là Fando, nó cũng là Billet, nhưng mà cái màu của Fando á, nó là cái màu cà phê sữa mà nó đen, nhìn nó đen, nó đậm hơn cái màu của con Rambo Billet và con ăn cho. Thì lúc đầu mình không có thích con này, nhưng mà sau một khoảng thời gian mình suy nghĩ, mình nghiên cứu, mình tham khảo xe của anh em á, thì mình lại thích con heo này. Bây giờ mình lại thích con heo này ha. Khi mà lên xe thì nó sẽ nằm như thế này, cái cọng dây dầu nó bắt ở đây. Ok, bây giờ mình sẽ lên xe luôn. Mình nghĩ con heo này cộng với cái đĩa này lên xe thì nó sẽ đỡ cấn hơn là con heo này, tại vì con heo này nó mỏng hơn. Ok, bây giờ mình sẽ lắp lên rồi cho anh em xem thử coi là nó có đẹp không ha. Rồi, bây giờ mình sẽ gắn lên ha. Quá đã luôn. Nem. Quá đã. Đẹp quá anh em ơi. Xài mấy con ốc Salaya này tuy nó đẹp anh em, nhưng mà anh em dặn vô á, nếu mà anh em nào kỹ á, thì nên sức keo nó nha, nhất là ốc đĩa nè. Tại vì mình dặn nó không có cứng được, cái lực nó không có được cứng như là mình xài con ốc zin. Thấy không? Lỏng le. Đây, cái đĩa 220 thì nó bé hơn cái đĩa này ha. Thấy không? Nó bé hơn, mình nhìn nó gọn xe hơn. Nói chung tùy theo sở thích thôi. Có nhiều anh em thích cái đĩa size xe lớn, rồi có nhiều anh em thích cái đĩa size nhỏ, tùy theo mỗi người thôi, mình không có nói được. Có nhiều anh em hỏi mình sao mình cứ thích đi niền vàng nổi bật. Như cái đĩa của mình cũng có màu vàng nữa, thấy không? Mình lựa cái đĩa màu vàng mình mua. Cái này nó có loại màu xám cũng đẹp lắm, nhưng mà mình là mình kiếm cái loại màu vàng mình mua.
thì tùy theo sở thích của mỗi người thôi. Như mình á thì mình xem cái màu vàng là cái màu may mắn, cái màu xanh á là cái màu xanh hy vọng, màu đỏ là tượng trưng cho sự may mắn luôn. Nhưng mà xe mình thì mình ít có đi màu đỏ lắm. Hồi xưa mình có chiếc Macan thì lúc đó là cái xe mình màu đỏ thôi. Vì sao là mấy cái xe của mình là toàn là màu đen, màu xanh này kia không à. Cái này cỡ nào thì mình cũng phải lấy dầu lại à. Ok anh em ha, thì mình vừa lắp cái đĩa mới lên nè, con heo Fando lên nè, cái bát đĩa lên nè, là dường như là không có chế cháo gì hết. Mình chỉ cần chiên lông đền cho cái đĩa nó ra một lông đền, chiên cái đĩa ra. Ở đây là mình có chiên một con lông đền, nếu mà không chiên lông đền nó là nó sẽ cấn câm nha anh em. Mặc dù là cái câm mình đó là mình rút câm trong rồi nhưng mà nó vẫn cấn. Ok, thì mình đã bắt cọng dây dầu vô luôn rồi nè, nhưng mà mình chưa có lấy hơi. Bây giờ mình xiết nó lại hết đi, rồi bắt đầu mình mở cái đầu xe ra mình lấy hơi luôn. Cái cọng dây đĩa mình sẽ cho nó nằm như thế này ha anh em, cho nó ôm vô luôn. Đặc biệt cái con heo Fando á là con ốc đĩa nó nằm chỗ này, nó giống như mấy con heo Billet vậy. Ok. Không. Quá đẹp luôn. Phê thiệt, nhìn nó gọn cái xe liền luôn anh em. Nếu mà mấy cái dòng xe này á, mình đi cái đĩa lớn á, thì nhìn nó không có được gọn cái xe, nhất là mấy chiếc quay nhỏ nè, Future nè, thì mình thích cái dạng đĩa này hơn. Bây giờ mình sẽ quay cho anh em xem thử cái ha, coi nó có bị cà không nha. Đó, êm ru luôn nha, con heo là nằm ở giữa luôn nha anh em. Thấy không? Bây giờ chỉ việc lấy dầu một cái là xài thôi, quá nhanh luôn, không có cần chế cháo gì hết. Tại vì cái con heo này nó mỏng hơn cái con heo Rambo. Cái ông nội Rambo là ông hay cấn chỗ này nè, nè cái bụng ổng nè, ông hay cấn cái bụng nè, cho nên là ổng là hay cấn lắm. Nhưng mà mình á thì mình cũng rất là thích con heo này anh em. Hồi đó mình thích heo này nè, mua xong rồi mình gắn cái đĩa nhỏ là người ta nói phải đi chạy vỏ phuộc cho nó mỏng bớt chỗ này lại nè thì mới gắn được. Cái mình cũng không có thời gian mình làm, mình mới lên đĩa 250. Cái đĩa 250 thì chỉ cần chiên lông đền thôi, không cần phải chế cháo gì hết, là cái đĩa này nè. Đó, đĩa này nè, đĩa này là đĩa kinh rắc, mình mua như mấy trăm ngàn á. Tạm thời trước mắt là mình vẫn đi cái tai zin, mình sẽ không lên cái tai khác, đừng có xúi mình nữa nha. Đi cái tai zin được rồi anh em. Đi cái tai khác vô là nó tốn mấy triệu bạc, trong khi mình đi cái tai zin thì mình không tốn cắt nào hết mà đi lại vẫn bình thường. Có nhiều anh em kêu mình đó là làm bô xăng lửa hoặc là sổ cháy cho chiếc xe này của mình. Nhưng thật sự cái xe này mình mua về á là cái ý định đầu tiên của mình đó là không có độ nó, không có đụng vô máy móc của nó, mà mình chỉ độ về ngoài mình đi uống cà phê thôi. Xe mình là Future UPY thì mình chưa có sơn lại lốc máy, gấp cà te lại màu đen. Đúng UPY là nó màu đen nha anh em, nhưng mà mình cứ để luôn, kệ. Mấy cái này nước sơn zin mà, có sơn cái cản là màu đen nè, không. Rồi, vậy là xong ha. Anh em nào mà thấy cái dàn đĩa này ok thì có thể comment phía dưới cho mình ý kiến ha. Anh em nào mà thấy cái dàn đĩa này xấu thì cứ comment phía dưới cho mình ý kiến. Ok, cảm ơn anh em đã xem video này ha. Khi nào mà hết dịch thì mình sẽ lấy cái xe này mình đi những cái chuyến tour gần gần, quay clip cho anh em xem ha. Bye bye.